Xin chào tất cả mọi người Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thiện tại đơn của động từ to be Thiện tại đơn của động từ to be bao gồm am, is e và are Present simple of be, am, is, are Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng của động từ to be ở thiện tại đơn Use the present simple of be Chúng ta sẽ dùng với tuổi, with age Chúng ta sẽ dùng với một tính từ with an adjective. Chúng ta sẽ dùng với đây và kia, with this and that. Chúng ta sẽ dùng thì nhận tại đơn của động từ to be với quốc tịch, with nationality và cuối cùng chúng ta sẽ dùng với công việc, with jobs. Đối với từng cách sử dụng, chúng ta sẽ có các ví dụ khác nhau. Thứ nhất, với tuổi, with age, chúng ta sẽ có hai ví dụ bao gồm ví dụ thứ nhất. John is 17. John thì 17 tuổi. Hoặc là I am 19, tôi thì 19 tuổi. Thứ hai, đối với một tính từ with an adjective, chúng ta cũng sẽ có hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, you are beautiful, bạn thì xinh. Uh, hoặc là it is difficult, nó thì khó. Thứ ba, đối với this và that, đây và kia. This is my book, đây là sách của tôi hoặc là that is Anna's pen kia là bút của Anna thứ tư đối với quốc tịch with nationality chúng ta cũng sẽ có hai ví dụ they are American họ là người Mỹ hoặc là we are Canadian chúng tôi là người Canada và cuối cùng đối với công việc with jobs Elsa is a teacher Elsa là một giáo viên hoặc là Jack and Jane are lectural. Jack và Jane là giảng viên. Statements đối với các câu trần thuật thì chúng ta sẽ làm như sau. We put am after pronoun I. Is after pronoun he, she, it. Are after pronoun you, with they. When we make statements in the present simple. Để tạo thành một câu trần thuật ở thì hiện tại đơn, chúng ta sẽ đặt em ở sau I, is ở sau he, she, it, are ở sau you, we và they. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng ở dưới chúng ta sẽ có ví dụ, ví dụ như I am và chúng ta viết tắt là am. He is, chúng ta sẽ viết tắt là his. She is, chúng ta viết tắt là she's. It is Chúng ta sẽ biết tắt là is Còn đối với we, they và you Chúng ta sẽ đi với động từ to be là are We are They are and you are Thứ hai Đối với câu bị động Thì chúng ta sẽ làm như sau We put not after be When we make negative in the present simple Chúng ta sẽ thêm not ở sau động từ to be khi chúng ta tạo câu uh, bị động ở thì hiện tại đơn ví dụ như I am not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, and you are not và chúng ta có thể viết tắt ví dụ như I'm not, he isn't, she isn't, it isn't và trường hợp đặc biệt là đối với I am not thì các bạn chỉ có thể viết tắt rằng I'm not chứ không sẽ không viết tắt theo những từ khác như he isn't hoặc she isn't. Đó là một trường hợp đặc biệt mà trong khi làm bài tập chúng ta phải chú ý. Thứ ba đối với câu hỏi yes no, yes no questions. We put the be before the pronoun I, you, he, she, etc when we make yes no questions có nghĩa rằng để tạo thành một câu hỏi yes no chúng ta sẽ đặt động từ to be lên trước đại từ nhân xưng như i you he she it các bạn có thể nhìn thấy ví dụ ở phía dưới ví dụ như am i hoặc là is he is she he is hoặc are we are they hoặc là are you rất đơn giản chúng ta chỉ việc đảo hoặc là đặt động từ to be đi liền với các đội đại từ nhân xưng lên phía trước và chúng ta đã tạo được thành câu hỏi yes no rồi. Và các bạn hãy cùng nhau luyện tập nhé. Các bạn có thể làm các bài tập và chúng ta sẽ so sánh đáp án ở phía sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và cùng mình luyện tập về thiền tại đơn của động từ to be. Các bạn hãy làm bài tập và so sánh đáp án nhé tại các câu hỏi hoặc là đáp án các bạn có thể dừng lại để chúng ta cùng so sánh kết quả và rút kinh nghiệm cho những câu hỏi tiếp theo để chúng ta cùng tiến bộ. Cảm ơn các bạn một lần nữa và chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại.